Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ gửi đến cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái ống nhổ. Đây là một món đồ sứ ký kiểu của triều nhà Nguyễn, đặt đi sứ bên Trung Hoa vào giai đoạn triều nhà Thanh. Cái đây thì nó cũng nằm ở thế kỷ thứ 18, thứ 19, cái đây cũng mấy trăm năm rồi. Một cái món đồ, nó là trong bộ trầu cau, nó là trong bộ trầu cau. Có nghĩa là khi mà chúng ta chơi một cái đồ trà và cái đồ gọi là đồ nhà trên ấy, thì cái phân biệt của những cái giai cấp mà những cái nhà quan lại, những nhà quan chức của triều phong kiến ngày xưa, người ta mới có cái tài chính tốt, người ta mới có điều kiện tốt, người ta sở hữu những cái vật phẩm quý bình sứ. Bởi lẽ chúng ta được biết như thế này: những cái thú chơi mà đồ trà cổ, đồ trầu cau, hoặc là những cái điếu cổ và những đến đồ ống nhổ mà đồ bình sứ, thì phần lớn tất cả những món đồ đó đều là những món đồ sứ ký kiểu đặc. Khi mà đem về nó đã giá trị rồi, mà nó nói chung là rất là cao tiền, mà nó dành cho những cái giới quan lại ngày xưa người ta sở hữu, người ta dùng. Đó, nên chính vì thế những cái món đồ này nó rất là giá trị về ngày xưa, mà cho đến ngày hôm nay nó cũng càng ngày nó càng giá trị rất là nhiều. Đó, thì đây là một cái món đồ mà lành lặn đến 99%. Đấy, ở dưới đây là vẽ hoa cúc, dưới vành này vẽ hoa cúc. Đấy, hoa cúc là biểu tượng cho sự thanh cao. Đó. Đây là một cái cảnh vẽ chùa Liễu Ngạn. Đây là một trong những cái cảnh đẹp của chùa Liễu Ngạn, mà cái chùa này là được những cái được vẽ trên những cái dầm trà cổ, hoặc là trên những cái món đồ như tu hú vân vân. Hiện nay cái chùa Liễu Ngạn này nó là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Đấy, thì cái người xưa người ta mới cho một cái người hòa sĩ vẽ lên những cái bản phác thảo này ở trên giấy mực và đem qua bên Trung Hoa, đặt đi sứ ký kiểu và vẽ lên những cái món đồ như thế này. Đấy, đây là một cảnh đẹp của người Việt của chùa Liễu Ngạn ở ngoài, ở tại huyện Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh. Đó. Và Bắc Ninh nó là một trong những vùng đất gọi là địa linh nhân kiệt, là một trong những vùng đất mà được rất là nhiều người người ta gọi là người tài ấy, được rất là nhiều người yêu thích. Bởi vì thứ nhất là vùng đất có nền văn hóa rất là lâu đời, qua rất là nhiều triều đại, và một trong những cái vùng đất mà có nhiều cái danh tướng cho đến ngày hôm nay. Và đây là một trong những ống nhổ rất là đẹp, đẹp rất là tuyệt vời luôn, vẽ cảnh rất đẹp. Và đây là cái vành chôn cổ đây. Đó, thì bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu những cái món đồ như thế này thì cứ gọi điện trực tiếp với em để mà mình được sở hữu những cái tác phẩm, những cái món đồ ống nhổ như thế này, để mà hữu duyên những cái cổ vật chính quy. Và hơn thế nữa, bác nào mà có cái muốn sưu tầm những cái cổ vật về bộ trầu cau, về ống nhổ trầu như thế này, thì liên hệ với em xin bảo hành chuẩn cổ suốt đời và được cam kết hoàn trả lại đủ tiền. Nếu như mà các bác không có nhu cầu sưu tầm nữa thì cứ gửi về với em xin cam kết thu lại để cho các bác an tâm mà mình sở hữu những cổ vật đẹp và chính quy như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau.